vô cái anh ăn kỹ không, kỹ không mà bà Sa Đê Đề là bà Ma Gia sanh Đức Thế Tôn có 7 ngày đó thì bà mất. Thì Thái tử Siddhartha do bà Ba Sa Ba Đề nuôi cho tới lớn này, cái công ơn rất là lớn là trọng. Thế mà Đức Phật không chấp nhận, đuổi ra 3 lần rồi. Mà bây giờ bà đã đắp y rồi, bà cạo đầu hết với 500 tỳ nữ, mà Đức Phật nỡ đành lòng nào đuổi về sao? Ai chơi tâm lý như Đức Phật. Đức Phật đã thôi A Nan ơi, ta biết rồi, khỏi kể nữa. Nhưng mà ngươi hiểu một không hiểu 10, ngươi không thấy cái hậu quả của người nữ. Ba đời chư Phật thì cũng vậy, người nữ vô là mất chánh pháp thôi. Người nữ có 5 điều không được làm, để tôi kể với cô đừng có ghét tôi. Nó là sự thật thôi. Thành ra giờ tôi đụng cái đám này tôi cũng sợ muốn chết luôn, không biết làm sao. Tôi muốn là cái trình độ phải tương đương nhau. Người bên nam thì lại quá tệ, 8 giới mà kêu trả bài không được thì chúng ta còn cái gì nữa. Thì Đức Phật nói là từ xưa giờ mấy đời chư Phật, người nữ có 8, có 5 điều lậu, ngũ lậu hay ngũ trược. Một đó là không được làm ma quỷ vua, vua mà vua quỷ vua ma không được làm. Thứ hai là không được làm nhân thiên vua, vua người vua trời mà đàn bà vô là nước xào xáo liền. Thứ ba là không làm được thiên vương, tức là vua trời, kia là vua trời dục giới sắc giới. Cái thứ tư là không được làm chuyển luân thánh vương, tức là chúa tể của tam giới, tức là trời của cõi trời, phi tưởng phi phi tưởng. Lớn nhất 4 điều là không làm. Cái thứ năm là người nữ không được làm Phật, không làm Như Lai được. Đời đời kiếp kiếp là người nữ không thể làm cái đó được. Thì chúng ta thấy là người nữ nó khổ. Thành ra có cái bà gì lại gặp Triệu Châu đó, bà than, bà nói con thân người nữ bị cái kế ngũ lậu, bây giờ con làm sao thoát cái thân đàn bà này. Thì Triệu Châu nói một câu, giờ bà cứ tâm nguyện như vậy, bà về bà niệm Phật, bà tâm nguyện mãi mãi như vậy, xin Đức Phật Thế Tôn và toàn thể Pháp giới chư Phật chứng minh cho con. Tất ngã sao người nữ này sanh người nam, một mình con mụ già này đời đời kiếp kiếp là người nữ. Tôi đọc tôi nói trời, ông chịu đâu, nó muốn khùng sao mà người ta sinh thoát người nữ mà ông biểu bà cứ thề vậy, bà cứ tấp miệng vậy đi, tất cả người nữ tất cả loài thú đều sanh lên là người nam, một mình mụ già này đời đời kiếp kiếp làm thân nữ thì bà sẽ thoát thôi. Thì mình thấy là mình thấy Tiểu Châu khùng, nhưng mà chính mình mới khùng, mình không hiểu cái đó. Cũng như Đức Phật là lúc mà Ngài giết mẹ đó, tiền kiếp ạ, coi kinh Bổn Sanh mới biết, Ngài bị đọa xuống địa ngục vô gián. Thế là tôi cũng không có gì hết. 50 phút á, tôi tính là tôi giảng 1 tiếng. Nhưng mà tôi nhiều chuyện quá, tôi thấy kể tới bây giờ muốn kể là bài kinh 66. Đó thì sau khi như vậy rồi, thì bà Đức Phật tiền kiếp nó giết mẹ, cho nên bị đọa xuống địa ngục vô gián. Thì Ngài xuống dưới, Ngài thấy sao mà khổ sở quá, dạt vào chảo nước sôi chết đi, rồi để sống lại, rồi nhúng vào thắt lắc từ miếng thịt cho tới chết, rồi sống lại lắc nữa. Thì quý vị coi kinh Địa Tạng dưới cái còi 18 tầng địa ngục, nó đau, nhiều cái đau đớn. Rồi Ngài mới nói với ông chủ ngục đó, thôi tha hết mấy người này, một mình tôi chịu hết cho. Chủ ngục nói, Ngài chịu mình Ngài chịu nổi không, mà đòi chịu hết mấy người địa ngục. Địa ngục tới mấy triệu người đó, Ngài chịu nổi không? Ngài nói, tôi xin Chúa chịu đời đời kiếp kiếp tôi mãi ở trong địa ngục này, tôi chịu tất cả hình của tất cả mọi người, cho mọi người đi lên. Chủ địa ngục nói, tôi không quyền, để tôi đi bạch với người chủ, tức là Đức Địa Tạng, coi có được hay không. Thì bạch Địa Tạng nói, nếu là vậy thì tốt, do ông chịu lãnh, Ngài chịu liền. Thì do cái niệm đó đó, thì sau khi Ngài chú nguyện xong thì mấy người ở cõi địa ngục sanh lên cõi trời hết, thì Ngài cũng sanh về cõi trời luôn. Cái tư tưởng Ngài quá cao, chính cái tư tưởng là cái linh hồn, là cái thần thức của mỗi người. Thành ra Đức Phật có nắm cái tư tưởng không, nắm cái linh hồn. Thành ra niệm Phật là niệm bằng bằng tâm, bằng A-lại-da, bằng thần thức.
Quý vị cứ dùng cái thân, cái miệng đâu có ăn thua gì. Thành ra tôi thường cải sửa, tôi nắm cái linh hồn, nắm cái thần thức, cái hiểu biết, tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi. Còn quý vị cứ đi cái thân, cái miệng, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Mà thật ra thân nghiệp, khẩu nghiệp đâu có phải là tội, mà cũng chẳng phải là thứ, mà nó là nhân quả. Nhân quả khác, nghiệp khác. Nhân quả là hai với hai là bốn, nó chuyển biến một cách vô tình. Dầu có thương ghét khóc gì, nó đến là nó đến. Trồng cái hột xoài đủ nhân duyên rồi thì nó lên cái xoài, không có cấm nó được. Hoa nó nở, nó không có mục đích, nó nở là gì nó nở thế thôi. Còn bậc thánh nhân cũng giống vậy mà khác. Mình phải học 15 xuống sanh rồi và kinh 66 mình sẽ hiểu ra rành. Thành ra quý vị thường cái sai lầm là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Tự nó không có giá trị gì hết, nó là nhân quả. Thì tôi giảng này rất đành, nhưng có như thực có viết cái bài giảng của tôi rất là hay. Mà tôi tiếc một cái là cô đề xuất các khác. Rồi thì tôi biểu bôi bỏ. Cô khôn lắm, bởi những người nữ là khôn, thông minh lắm. Cô bỏ, bỏ bằng cách nào biết không? Cô làm cái vòng tròn á, cô viết SJK. Ông Minh Cảnh, ông thông minh, ông nói tên sư cũng còn là sư. Tôi nói đâu chỗ nào ông thấy. Sư biết cái dòng này là gì không? SJK là sư giấc khác. Tôi nói trời đất, tôi tưởng vậy đó. Tôi chui đâu là kéo ra, không có nói. Để cái tên chi thì mình cứ nghe cái bài thuyết của sư rồi mình ghi lại thôi. Còn muốn ghi nói là tôi ghi, nào, cô như nhật mặt trời mọc ghi lại vậy thôi. Còn đề tên tôi chi rồi tỉnh sáng ngọc dân nữa thì bị lại ra, ta xuống đây ta kiếm thì kẹt cho tôi. Rồi thì từ nay tôi xin vậy, quý vị có thể ghi tất cả cái gì, nhưng mà đừng có đề tên tôi chỉ bây giờ tới cô lễ nữa. Tôi nói lời bạch với tôi mấy cái bài thuyết mà coi như nhật viết, tôi thấy nó hay mà không biết ở đâu mà cô có. Cô photo cho 100 mấy chục quyển chữ bự bự không, hôm qua trình cho tôi, con đem mà sư cô ở gì Càng Long thấy hay quá, bỏ cổ bỏ cũng tin pháp qua kinh gì cổ bỏ hết về tụng của sư à, được không sư? Tôi nói trời ơi, cái này đâu cô có. Cô nói ông Thiện Kiến được không? Tôi nói cái này là của cô Như Nhật chứ không phải ông Thiện Kiến. Cô hỏi tôi nó không biết à, cô làm này làm hay mà phước thì cô nhờ tôi, cô chịu à, cho tôi không có chứng minh. Bây giờ cô ở dưới cô nói cái này tụng dễ hiểu quá, tiếng Việt không à, còn cái kia kinh tiếng Hán không. Không biết giờ cô bỏ tụng đó, cô lấy cái này tụng kinh Nhật, Nhật tụng, mỗi ngày mỗi tụng. Mà ở dưới đông lắm, bây giờ 50-60 người vô ăn ở trong đó luôn. Ở đó tụng kinh học hỏi rồi ăn uống trong đó, cô lễ bao hết. Cô giàu, sức ăn uống là tiền bạc ở đâu mà cô lo hết. Bây giờ tụng kinh của tôi không. Tôi nói trời đất, cái này tôi đâu có biết. Thì cô làm sao cô làm tôi không biết. Nhưng mà trong đó thì đề là cái bài của tôi viết ạ. Sư Giác Khang đòi đàng hoàng. Tôi nói giờ cô bôi bỏ cái này thôi. Muốn thôi tôi lại rồi gõ cái hàng đó đi. Tôi nói mà nó khó lắm. Hãy càng cao danh vọng thì càng dài gian nan, danh càng cao thì cái tai họa càng đến. Thì tối nữa mà tốt hơn mình cứ lánh ở thôi, chứ ra mặt chi cho nó khổ. Hữu xạ thì tự nhiên hương, cần chi mà phải phô trương với đời. Nhưng mà tôi cũng có cái lỗi đó. Thì tôi thấy cái vụ mà cái câu chuyện của học tinh hoa đó hay, hứa do và sầu phủ, tôi kể lại sự vị thấy là tôi cũng chưa bằng. Thì lấy cái kinh nghiệm mình biết, hứa do đó, ông là một nhà hiền giả rất là giỏi, ở ẩn không chịu ra làm quan làm vua gì hết. Ông vua ông hay cái tiếng ông vua vua Thứng ạ, vua hồi xưa mà ông vua là kêu là chánh vị vương đó, có nhân ái đâu mà không chịu truyền ngôi cho con, mà lựa nhân tài để truyền. Thì ông nghe nó hứa do là một hiền sĩ, ông đi tới thỉnh 3 lần, Hứa Do không chịu, thỉnh ra làm vua nhờ cái chức vua lại cho Hứa Do. Hứa Do là nhà hiền sĩ ở ẩn. Rồi lần thứ 3 ông tức quá, ông nghe ông vua lại thỉnh hoài, ông không chịu. Ông mới đứng dậy, ông đi ra lại cái bờ sông rửa cái lỗ tai. Thì Sào Phủ là người trăn trâu,
thấy ông này sao mà đi coi bộ chán nản buồn nản, có vẻ bực mình, mới hỏi ngài đi đâu vậy? Nói tôi đi rửa cái lỗ tai. Trời ơi, tai ngài mà đi xuống sông rửa? Nói tại sao vậy? Nói nhà vua đến thỉnh tôi 3 lần, tôi từ chối lần thứ 3 nữa thì vua cũng đến thỉnh tôi ra rửa cái lỗ tai dơ này, nó không muốn nghe danh lợi nữa. Thì sao, thì sao phụ ông dẫn con trâu cái ổng đi lên trên dòng sông, nói ngài dẫn trâu đi đâu vậy? Nó đi uống nước, uống nước xong sao không xuống đây xuống, nó cái rước ngài rửa tay dơ quá à, tôi không dám cho trâu tôi uống nước danh lợi. Ông mới dẫn lên trên 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 dòng, ở trên chỗ uống, chỗ chỗ uống dưới dòng. Rồi sao phủ mới nói một câu, ngài là nhà hiền sĩ không thích danh lợi, mà tại sao ông ngài để tới vua biết tên ngài? Ngài ẩn nhẫn cho trọn chứ, tại sao mà ngài không chịu làm vua? Ngài ẩn không muốn có danh, không muốn có lợi gì hết, mà tại sao vua lại biết ngài, mà biết nhà ngài để đến thịnh? Cái câu đó là câu đau lòng nhất, câu nhức nhối nhất gì của tôi. Đã trốn ẩn rồi mà tại sao ông vua biết? Ngài trốn này ngài còn lố cái đuôi, để người ta nắm cái đuôi ngài ta kéo ra, chứ ngài núp là ngài núp trọn vẹn đi, chứ đừng có để cái đuôi rồi coi Phật tử nó thấy nó kéo ngài ra. Hay núp núp cho trọn vẹn. Thì cái đó là cái đau, đau lòng cò con. Thì tôi bây giờ thì cũng hết giờ rồi, thì tôi cũng xin Phật tử là có học, thì bữa 23 thì chúng ta yên lặng, tức là chấp nhận học tiếp. Còn quý vị thấy gần Tết rồi, công chuyện bận quá thì quý vị xin nghỉ qua Tết rồi học, hoặc là nghỉ luôn thì tùy quý vị nha. Thì bây giờ nếu mà xin học thì lần trang, còn bây giờ ai tính bữa 23 nghỉ không học nữa thì quý vị đưa tay cho tôi biết, tức là 23 này mình nghỉ, nghỉ ăn Tết thì quý vị đưa tay lên, thì bữa 23 đã nghỉ, mình chỉ vô quỷ lậu rồi đi về. Còn 23 mình tiếp tục học thì quý vị lặng trang, thì bữa đó quý vị đi. Chứ còn tôi vô có mình tôi là tôi không vui à. Tôi lên rồi không có ai hết là không được, bởi vì tôi năn nỉ mà tôi dùng chữ bắt buộc nữa, là chúng ta phải trả bài kinh 66, vì cái đó nó nắm cái sinh mạng quý vị, sanh tử là việc lớn. Mà ngay trong cái bài kinh 66 này vấn đề sanh tử không, mà nói thật là rõ ràng. Cho tới 3 lần giảng ở trong đó, Hòa Thượng Minh Châu ghi chú à, của tôi giảng lần thứ nhất 60 vị, lúc mà Đức Phật giảng xong 60 vị đắc quả lán liền tại đó. Giảng lần thứ nhì Xá Lợi Phất lặp lại cũng 60 vị đắc quả lán. Giảng lần thứ ba không biết tại đâu không thấy ghi, 10.000 vị đắc quả lán. Tôi hơi nghi 10.000 vị rồi lúc đó tăng chúng bao nhiêu, mà giảng ở đâu, lấy cái gì giảng, đâu phải có micro như bây giờ. Mà tại sao tới 10.000 vị đắc còn hơn Đức Phật? Phật có 60 vị à? Thì tôi thấy cái bài này quan trọng, thành ra tôi nghe Hòa Thượng giới giảng một lần tôi mới nghe hay quá, tôi hỏi ra đâu, ông nói trong Trung Bộ Kinh đó. Tôi về tôi lật bình định tôi có đủ mà tôi không coi nổi đâu, thì giờ nói mà coi mà không để ý nữa. Tôi về tôi lật coi, rồi cái bộ Trung Bộ Kinh tôi lên Đà Lạt 3 năm liên tiếp tôi coi nó không, 152 bài, coi tới coi lui. Rồi tôi thấy cái kinh 66 này hay thiệt, hay. Có thể mình coi mà mình có chiều sâu, mình đắc thánh quả. Trong đó nó chỉ rất rành, rành nhưng mà người giảng không rành, phải có người thiền, nghiền ngẫm nó, tiêu hóa mới được. Thì năm 83 tôi bắt vào giảng, tới nay là 30 năm rồi. Kỳ này tôi mới đi sâu ạ, đi chi tiết, đi rành. Tôi thấy những cái trước tôi giảng rất là hay, nhưng mà nó không có khích khao. Tôi giảng năm truyền cái kỳ trước là lỏng lẻo, có thể nói là không đúng nữa. Rồi tôi giảng tứ thiền cũng không rành. Quý vị không thể khích khao, không thể đi sâu được. Mà nếu năm truyền cái tứ thiền không rành, nhị thiền không rành, quý vị khó mà qua Bát Nhã. Nhưng mới gì rành thì nhị thiền, tam thiền đủ quý vị qua Bát Nhã dễ dàng. Tôi thấy như vậy, theo cái nhận thức của tôi. Thì bây giờ tôi giảng lại năm truyền cái và tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đúng ra là ngũ niệm xứ đó, mà bị tầm sát nhập chung,
không? Chứ còn nếu mà để có hai cái đó riêng là năm phần, rồi tiến trình năm quẩn cũng ăn khớp vào đó, không? Rồi lục căn cũng ăn khớp trong đó, bài kinh 66 này trình bày đủ hết. Nếu mà biết cách thì dựa vào đây giảng. Cái giảng bài tôi tóm lại, cái kinh thì nó dài gấp 10 lần cái bài tóm của tôi. Đức Phật lập tới lập lưu hoài, tôi phải cố gắng tôi coi là mười mấy hai chục lần tôi mới rút ngắn lại, mà phải đầy đủ. Tôi thấy nhiều mà rút ngắn, như sư bà thì hay chịu ăn rút ngắn quá, có thể nó dục bỏ, không hiểu gì hết. Còn chỉ cô Trí Hải đó, rút ngắn vừa, mà không bằng cái bài của tôi. Tôi hơi thêm một chút nhiều chỗ quan trọng. Như ai cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ tán thán Trú ở trước, bỏ bỏ. Mà Trí Hải thì theo cái vị tiền sư ở Tích Lan, thuộc về tiến sĩ Phật Khoa. Tôi thấy ông tóm là hơi ấy. Ai mà cảm xúc như khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tử, đó là tứ thiền đấy. Lạc thọ là thuộc tam thiền, mà hỷ là thuộc nhị thiền, tán thán là thuộc về sơ thiền, Trú ở là người trời, ái trước dính mắt là bốn đường ác. Rõ ràng như vậy. Tôi ngồi thiền đó tôi thấy, tôi nói trời bỏ cái này là không được, cái này bỏ là không được. Còn tứ thiền và tứ không, nó lại khác. Bất lạc bất khổ thọ, ai mà không như thực quyết sự tập khởi, sự đoạn diệt, dị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, năm cái mà với vị giảng tôi thấy nó không thống nhất. Nó có thể nói là trật. Như thế nào là tập khởi, như thế nào là đoạn diệt, như thế là dị ngọt, như thế nào là sự nguy hiểm, như thế nào là xuất ly. Thì xuất ly là hầu hết là giảng trật. Và sự tập khởi, sự đoạn diệt cũng trật. Không phải trật mà đi theo thế tư tưởng. Ngũ âm mà tôi sẽ giảng theo tư tưởng, rồi tôi sẽ giảng qua bát nhã. Cái độc đáo của tôi là chỗ đó, cái sáng tạo của mình. Thì tôi có cái khả năng là đúc kết cho nó sáng tỏ. 15 mạng chúng sanh không phải là của tôi, nhưng mà sắp xếp là của tôi. Mà trong kinh có hết, nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm rất rành về 15 mạng chúng sanh, nhưng mà không có sắp như tôi vậy. Cũng như sư trưởng 13 đâu phải là của Ngài, có 10 pháp giới à, mà Ngài dám giữa chứ pháp giới sửa là thành chữ chúng sanh. Tôi phục Ngài cho đó. Thì tôi cũng để 15 chúng sanh. Thành đã có hòa thượng không giữ ý cái bài của tôi. Nói vậy là ổng kêu Đức Phật là chúng sanh nữa. Thì vị tỳ kheo kêu mới nói Đức Phật mới chúng sanh là sư. Chưa ai làm chúng sanh được, chỉ có Phật mới chúng sanh thôi. Tôi thấy hay, chúng sanh là sống chung. Sống chung là sống cả pháp giới. Ai sống chung được? Chỉ có mình Như Lai là sống chung được. Bồ Tát mà còn chưa sống chung được mà. Bồ Tát đâu có độ hết. Độ một số, độ nhiều số, mà chưa độ hết toàn diện. Phật độ một pháp giới, nhiều pháp giới vô lượng, chỉ có Phật mới vô lượng thôi. Thì vô lượng mới là sống chung, Phật sống ai cũng được hết à. Kêu rằng là chân không là A-la-hán, là có pháp thân thôi. Thế nào diệu hữu nó mới là Như Lai. Bồ Tát diệu hữu mà chưa rút đó. Thì sống chung là chúng sanh, đâu ai sống chung được. Bây giờ quý vị nhớ như là ở đây cũng vậy, sống chung không được. Có 7-8 vị mà lộn xộn hoài. Còn như ở trên đây thì Việt Nam này có một kỳ là Nhất Hạnh về đó được 400 mấy chục vị. Bên Tăng 100 mấy chục, bên Y 300 mấy chục. Bây giờ dân hết, đâu có sống chung được. Sống chung là người lãnh đạo ít nhất cũng phải A-la-hán. A-la-hán cũng lãnh không được. Hắn có 500 à. Chúng ta thấy Xá Lợi Phất 500, một kỳ liên có 500. Có mình Đức Phật là 1250 thôi. Ông vua có 500 mà ồn như cái chợ. Rồi Xá Lợi Phất một kỳ liên dẫn 500 đệ tử về phân Phật Thích Ca. Nó ồn như cái chợ. Phật biết chứ. Ngài mới hỏi A-nan ơi, có cái tiếng gì ồn mà giống mà nhóm chợ quá vậy. Ngài biết, Ngài hỏi thử. Ai nói bạch Thế Tôn, đệ tử của Xá Lợi Phất và một kiền liên dẫn về thăm Thế Tôn. Ngài nói ông nhân danh ta ra đuổi đi, biểu tất cả đi hết, ta không có nghe cái tiếng ồn nữa. Chúng ta thấy là Đức Phật có 500 mà nó ồn như cái chợ.
ngày 1250 vị mà vua A Sa Thể tới là ngày sợ liền, rút luôn là tính chém kỳ bà. Ông âm mưu với Đức Phật để giết ta. Tại sao nói 1200 mà không có một tiếng ho, không có tiếng nói chuyện? Cái đức của ngài có vậy đâu. Thành ra chúng ta thấy là cái tu quan trọng nhất là cái đắc quả. Thành ra quý vị mà giảng sanh về Cực Lạc, tôi bảo đảm về tới đó là nhập lưu liền. Chỉ nghe Phật A Di Đà thuyết pháp một cái là đắc quả. Còn quý vị nghe tôi 100 lần cũng chưa chắc đắc quả, vì tôi có biết tôi đắc cái gì đâu. Còn cái kia người ta là Như Lai mà. Hay là có vị hòa thượng là tưởng rằng là thời Đức Phật đắc quả rất nhiều. Bà Tỳ Sát Khư là cư sĩ mà đắc quả bất lai. Thánh thứ ba, bà Mạc Lợi Phu Nhân là hoàng hậu mà đắc quả bất lai. Vua Tịnh Phạn còn đương làm vua đắc quả thánh thứ ba bất lai. Tới gần chết Đức Phật về khai thị đắc quả La Hán liền trước khi chết. Còn một ông tướng gì ra đánh trận ngồi trên lưng voi đắc quả La Hán. Thì mình thấy rất dễ. Tôi nói hòa thượng ơi, hòa thượng, hồi xưa thì được, bây giờ không có được đâu. Chàng vô não giết 999 người mà Đức Phật độ đắc quả La Hán. Ông đâu có dám tu. Ông nói trời ơi, Đức Thế Tôn quên rồi sao mà kêu con đi xuất gia. Ngài quên là con 999 mạng chết từ tay con. Đức Phật mới ví dụ như là cái nhà để tối 1000 năm. Bây giờ ông muốn sáng bao lâu? Bạch Đức Thế Tôn, chỉ còn đem một ngọn đèn vô, lập tức sát na đó cái nhà sẽ sáng lại liền. Ngài nói đúng. Nếu ông có trí tuệ thì cái nghiệp ông 999 cả tỷ người, ngay trong cái sát na mà trí huệ ông phát hiện thì bao nhiêu tiêu hết. Cõi này không thật. Nhưng mà khi ông thấy thật, ông còn chiêm bao, thì tất cả đều có nhân quả hết. Ông phải sa đọa chết luôn. Thì ông nói nếu vậy thì con xuất gia được. Nhưng mà vô xuất gia rồi, khi đắp y rồi, ông trả quả 3-4 năm trời. Đi bác 999 gia đình mà thù quán ổng mà. Ấy nó ra nó thấy mặt ổng rồi là đá, rồi nó chọi lỗ đầu bác bể y áo rách hết trơn. Về phải nằm tĩnh dưỡng cả tháng trời. Lỗ đầu máu ra, mình mấy máu không. Và Đức Phật mới cho y khác, cho cái bác khác. Khi lành bệnh rồi ổng lại đi bác bị chọi lỗ đầu nữa. Về phải nằm mấy tháng trời. 2-3 năm liên tiếp. Đức Phật tội nghiệp quá, nói thôi, bây giờ con qua nước khác đi. Nước này con giết nhiều quá rồi. Con đi nó đánh vậy hoài, rất là con đâu có sức khỏe, máu me hoài. Thôi con qua nước khác để tránh đi. Nước khác đâu có biết không à, con cái mặt gì rồi ra thì nó đắp y nó cũng còn biết. Mà nó không. Bạch Tứ Thế Tôn, con dám làm, dám giết người thì con dám chịu đựng. Con chịu đựng tới chừng nào người ta thông cảm cho con thôi. Không thì nó muốn giết thì giết. Con giữ giới kỹ mà, thì con sẽ sanh về cõi trời hoặc con đắc quả nhập lưu. Con nhất định là không thối chuyện. Con đánh gì đánh. Đức Thế Tôn thấy ông này có ý chí mạnh. Thôi được, nếu con muốn ở thì ở, như Thế Tôn khuyên con qua nước khác. Ông không, ở lại. Cho tới 3-4 tháng trời. Rồi sau cái ông đi ngang đó, cứ nghe có tiếng rên, não nùng quá. Ông mới lắng tai nghe, bên vách thì có cái cô đó có thai. Sanh không ra. Nó nhức nhối, nó đau rặn hoài không ra đứa con. Bà trên quá trời quá đó. Ông đi bác không nổi, ông nghe cái ông trở về. Ông bạch Đức Thế Tôn, con đi nghe ra ngoài người đàn bà nó rên quá mà sanh không được. Mà có mấy cô mụ không biết làm sao. Bà than, bà rên quá tiếng động, con động tâm con không đi bác được. Đức Thế Tôn nói ông trở lại. Nó trở lại con làm sao? Giờ ông chú miệng cho cô đó. Nói từ ngày mà tôi sanh vào, tôi bắt đầu sanh vào thì tôi không hề sát sanh. Thì xin cái phước báo này cầu cho cô được mẹ tròn con vuông. Ông nói trời ơi, Đức Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Từ ngày mà con sanh vào đời bây giờ con chưa hề giết một chúng sanh. Đức Thế Tôn quên là 999 mạng chết về con, về tay con. Đức Phật nói không. Ta nói sanh là ông chết bên đời, sanh qua bên đạo á, chứ còn mà cha mẹ sanh không kể. Mà từ ngày con chết, cha chết gia đình hết, chết về đời, con sanh vào trong đạo này, con có xác
sanh loài gì không? Nó không, một con muỗi, con kiến con cũng không giết. Ấy, Thế Tôn nói cái đó đấy. Con chú nguyện là từ ngày con xuất gia đến nay con có 4-5 năm rồi, con chịu đựng biết bao nhiêu rồi, thì cái nghiệp con tới đây là nó chấm dứt đấy. Thì con lời bên dách đó con nói vô, dùng cái tư tưởng lành của con mà con tu mấy năm nay đó, con chú nguyện cho cô được mẹ tròn con vuông thì bà sanh thôi. Ông nghe lời, ông lợi đó đứng bên dách nó nói vô, nói một tiếng vừa xong là con này sanh liền. Gia đình với mấy cô mụ trong đó bính ván chạy ra coi ông tỳ kheo nào vậy? Thì thấy ông vô nào thì cái thù quán bắt đầu bớt đi, gia đình nó cũng bị ông giết đó. Rồi thù quán bớt đi, giờ cái tin mới lan đồn ra tùm lum, ai có gì đau khổ bệnh hoạn lợi ông chỉ chú nguyện một cái là hết bệnh. Như thế là những cái nghiệp cũ dứt 999 người thì bây giờ cả ngàn người lại sinh đó, thì dần dần cái nghiệp ông hết, ông mới đắc quả là hết. Thì chúng ta thấy cái đức, nếu mà ông gặp Thế Tôn 1.000 kiếp, 1 tỷ kiếp cũng chưa chắc ông làm người được, chưa chắc làm người được. Giết người là cái nghiệp nặng vô cùng, mà gặp đức Phật thì hết thôi. Trong ngay kiếp đó đắc quả là hết, mà đâu có ai mà có đức bằng đức Phật vậy. Nhưng chúng ta nên nhớ, cái đức Phật giàu vậy ngài cũng làm theo nhân duyên thôi, quá xá rồi ngài cũng không không độ được. Chẳng như là vua A Xà Thế giết cha ruột mình Tần Bà Sa La, là con ruột mà, giam bà mẹ ruột vào trong ngục lãnh cung, tính giết luôn đó. Thì mấy ông quan cận thần can nói hồi đó việc giết cha thì có, nhưng mà tôi chưa từng nghe ai giết mẹ đó. Cái công mẹ nó nặng lắm, mang nặng đẻ đau nuôi con từ nhỏ tới lớn, mà ngài giết là tôi phản liền, đập cái tay vào cây gươm, chứng tỏ là phản lời bệ hạ. Vua Xà Thế đâu dám giết, nhốt cha giết cha, mà giết mẹ không dám giết. Thì chúng ta thấy là cái tội giết cha mẹ nó nặng vô cùng, mang vào tội ngũ nghịch, địa ngục vô gián. Còn giết nơi người kia là địa ngục hữu gián thôi, nó có thể lên cõi người dễ dàng hơn, nếu có bậc đại trí tuệ như Đức Phật chú nguyện được. Cái này Đức Phật không chú nguyện được. Ông đi kiếm Đức Phật rồi được thuyết bài pháp rồi thì ông mừng quá, xin thọ giới lui y Tam Bảo. Thì ông đi ra, Đức Phật mới nói với đệ tử A Xà Thế, nếu không giết cha thì đắc quả nhập lưu ngay bây giờ. Nhưng mà cái tội giết cha là tội ngũ nghịch, không đắc được. Rồi sao ông chết bị của quả báo làm con rắn mãng xà gì đó, sắp chữa chết rồi lính lợi chú nguyện cho ông ấy ngủ gục, rớt cái quả trên mặt ông tức quá, ông tọa thành con rắn mãng xà 40 mấy thước. Rồi sau này cái nghiệp ông dài dài á. Thôi tôi nói sơ vậy thôi. Như vậy thì bữa Chủ nhật là 23, quý vị rảnh thì qua quỷ lão, rồi sau đó 2 giờ chiều chúng ta tiếp tục trả bài học giáo lý. Tôi chỉ giảng 45 phút thôi, còn 1 tiếng 15 phút quý vị trả bài. Rồi tôi thấy được thì tôi sẽ giảng tiếp tục, đi sâu vào bài kinh 66. Thì khó ạ, kỳ này tôi thấy là tôi giảng cực á, bởi vì nó thường hay lộn đó. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, thì cái đó rồi do duyên lỗ tai, duyên tinh trần phát hiện nhận thức, cái này nó thuộc về con người mình nhưng nó quá chi tiết. Sắc trần là cái gì, thinh là cái gì, hương là cái gì, vị là gì, xúc là gì, thì năm cái này còn thí dụ được, tới pháp trần là khó. Sắc thinh thì chúng ta dễ, hai căn này là dễ, trong kinh Đức Phật có giải thích. Còn cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân là khó giải thích. Trong duy thức con mắt tới 9 duyên, có lỗ tai 8 duyên, còn có lỗ mũi, cái lưỡi, thân có 7 duyên, rồi cái ý nó còn có 6 duyên, còn qua mặt na còn có 3 duyên, rồi ai lại ra tới 4 duyên. Tôi nhớ cái này, nhớ tới cái cô gì mà danh vô danh, vô danh mà danh dài dài. Cô viết cái câu hỏi hay quá, mà tôi muốn gặp mặt Bồ Tát mà cô không hiểu cho tôi biết, thành ra tôi không có giảng. Cái này nó cao quá, nó cao lắm. Nếu giảng là có trình độ thì tôi giảng. Tôi muốn gặp mặt thì tôi hỏi cổ, dí cổ coi cổ hiểu làm sao. Nếu hiểu á thì tôi giảng, còn không thì thôi. Ở đây chưa chắc quý vị tiếp thu được.
Nhưng mà bài kinh 66 rồi cũng phải tới đó thôi. Thành ra câu đầu là khó nhất, là nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái khác nhau như thế nào, và cho thí dụ. Rồi tới nhĩ, tới tỷ, tới thiệt, tới thân, rồi tới ý là khó ạ. Là pháp trần. Tôi thấy ở đó tôi học mà không ai giảng cái này được hết. Tôi học pháp trần tôi biết pháp trần là cái gì, thì coi duy thức nó giảng sơ sơ mình không biết. Nó giảng là ngũ câu ý thức, là độc đầu ý thức, thì mình nghe biết danh từ thôi mà không có thí dụ. Tôi chán nản à, nói thiệt mà tôi mới vô xuất gia là không thầy, mà tôi chưa có học cái trường nào hết. Tôi nói trời vậy thì ra đời sướng hơn trong này mà không biết cái gì cơ. Rồi đọc tới cái chỗ Đức Phật nói trong đời mạt pháp kiếm Như Lai không có, kiếm Thánh Nhân A La Hán cũng chẳng có, thì tất cả các con muốn hiểu kinh của ta thì phải nhờ vào vô sư trí. Tôi nói trời vậy thì Ngài mở cho mình rồi. Mà vô sư trí là cái gì ha? Chết mò không có giảng, phải coi biển kinh khác. Tôi bập bõm, tôi lôi chỗ này có kia một chút chút, tôi gom lại tôi mới sắp xếp được. Thì nói vô sư trí là thiền định. Mà thiền định bát nhã thì là hữu trí, là dễ dàng rồi, là vô sư rồi. Rồi thiền định tư tưởng làm sao? Thì con cứ trăn trở hoài đi, con nhất định là không muốn hưởng phước cõi trời, con muốn qua cõi Phật cái giải thoát thôi. Giải thoát như thế nào? Con đặt câu hỏi trong đó rồi con cứ vào gõ mãi đi thì cửa sẽ mở. Thì ý chí tôi mạnh lắm, nói là tôi là gia đình không cho xuất gia, không ai cho hết, mà tôi cho, tôi nhất định phải đi con đường đó thôi. Tôi là cực khổ vì biết ăn chay trường, làm thầy giáo mà đi hiệu trưởng ăn chay trường, gia đình không cho, tôi về không cho ăn, không ăn đi nhịn đói. Bà thí chủ bà thương tôi, người chị dâu cũng thương, thôi sư chú xuống ăn đi, tôi ra chợ mua đồ chay. Mà chợ có bán đồ chay mà ở nhà thì ăn mặn, không có ăn chay hết. Tôi nói có ăn không có thì em nhịn đói thôi. Bà thí chủ tôi cũng sợ tôi nhịn đói mà ra đồ chay mua ăn. Rồi đi về trường học không ai nấu hết, tôi ăn chay của gia đình Phật tử, gia đình học trò. Rồi bà nói là bây giờ thầy hiệu trưởng ăn chay thì tôi làm sao nấu, thầy không có ăn mỡ ăn này kia, rồi tôi ở gia đình ăn gì hết thì thôi thầy đi chỗ khác ăn chứ tôi không nấu được. Không ai chịu nhận hết. Ăn mặn thì nhà nào cũng nhận, mà ăn chay không nhà nào nhận. Thì thôi tao không nhận, mình nhận. Tôi nấu ơn. Còn người tôi nó độc đáo. Cái gì tôi nhất định là tôi làm, là tôi làm. Mà vừa đi dạy, vừa làm hiệu trưởng, mà vừa nấu ăn. Mà giờ nấu ở đâu? Vô trong trường học nấu. Trường học ở quê mà, nó rộng rãi, thênh thang. Cái phòng hiệu trưởng đó của tôi đó, ở phía sau tôi ngang ngang, tôi nấu cơm trong đó. Nhưng mà mình có đức, có chư thiên ủng hộ, tôi nấu đâu được có nửa tháng thì học trò nó không cho, nó vô nó nấu. Mấy đứa con gái nó lớn lớn không, đứa nào nó học lớp nhất 16, 17 tuổi, nó nói con không để thầy nấu được đâu, tôi con vô nấu à. Nó đi học về nó ghé nấu, nhiều khi nó ở nhà nó nấu đồ chay, nó đem sách vô cho mình. Cũng khỏe thôi. Thành ra tôi vẫn nấu cơm, thì nhiều khi nói thôi thầy đừng thấu, tụi con đi ra chợ học con đem cơm theo con nấu cho thầy. Cơm thì cũng cháy thôi, còn đồ ăn con vô trong trường học con nấu cho thầy. Nó khỏe thôi. Là cuộc đời mình cứ có ý chí mạnh mẽ thì mình sẽ đi đến thôi. Nhưng mà còn cái đau đớn cho tôi nữa, ý chí mạnh và qua bác giả, ý chí chướng ngại con đường giải thoát, phải dứt luôn ý chí. Tôi nói trời ơi, mà bây giờ tôi làm sao? Người không chí như thuyền, không lái như ngựa, không cương, mà bây giờ mình cố gắng ý chí mạnh thì có thể làm tất cả. Muốn làm Phật, làm trời, làm gì có ý chí mạnh làm được hết. Dời non lấp biển, thay trời đổi đất, ý chí mạnh có thể làm được hết. Mà ý chí là thần thông. Thần thông là chướng ngại cái ngã bự, chướng ngại con đường giải thoát, dứt luôn thần thông nữa. Trời ơi, dứt thần thông rồi sống với ai? Không còn cái gì hết. Dứt trơ trụi mình mấy, không còn một cái gì hết. Sát thân cũng bỏ, cảm giác cũng bỏ, tư tưởng cũng bỏ, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, ý chí gì phải dứt hết. Tôi nói trời ơi, dứt cái gì mà ghê quá vậy.
Mà từ nay mình sống với ai? Sống với cái chân không, cái bao toàn diện của vũ trụ, mà dám dứt hay không? Dứt cái đó là không có thầy, không có pháp môn, không tịnh độ, không thiền tông, không điều kiện, không cái gì hết. Nhưng mà cái không thì thành địa ngục. Cái cô vợ chợ mới hồi trước giấy hỏi tôi cái không đó, tôi nói trời ơi tôi bị rồi, bây giờ tới cô này cũng bị. Ừ, có biểu tôi trả lời gì thơ, tôi nói tôi đâu có dứt thơ. Nó còn thiện đức à, số điện thoại bây giờ trả lời không thơ thì sư điện xuống con gặp mặt sư, sư giảng riêng cho con. Tôi nói không được, tôi không có sức khỏe. Vậy thì sư nói chuyện qua điện thoại. Tôi nói tôi cũng không có, tôi không có gì hết. Cô hỏi giờ làm sao? Tôi suy nghĩ hoài, tôi nói thôi giờ tôi giảng ngay trong pháp hội. Bữa nào tôi đem mấy câu câu tôi giảng hết cho pháp hội nghe. Rồi cô có đĩa ra cô nghe lại. Nhưng kẹt quá chứ giờ bắt tôi viết thơ làm sao tôi có viết thơ, tôi giờ không có viết được. Tôi không quen viết lách, nó viết như là kiểu ông Thiện Khánh của nhân vật thì tôi làm hết được rồi. Bây giờ nó già rồi, cái đầu óc nó cùng rồi. Trẻ không qua thì già lú lẫn, tôi lục lú lẫn rồi, không làm gì được. Tôi đáng giảng thời gian, tôi biết tôi sắp vô là thiêu rồi, giảng rồi, để lợi cái giáo pháp vậy thôi. À, thì quý vị thông cảm cho tôi. Thì quý vị kính tôi, thương tôi, quý vị cố học bài. Tôi cầu yêu cầu vậy thôi, còn quý vị không nữa thì có một đường lối là tam thập lục kế à, xù thôi. Tôi nghĩ vậy. À, vậy là phải có kết quả, tôi làm cái gì không phải có kết quả. Tôi chịu khó giảng, quý vị chịu khó học. Quý vị trả thù không được, thôi tôi có bắt buộc, có cầm, có đánh đập gì đâu. Tôi hù là thù vậy chứ tôi có làm gì, tôi có mà ông nào tôi bắt đánh đòn hay là tôi chửi gì đâu, đâu có gì đâu. Cái gì tôi kính quý vị, tôi thương quý vị, tôi muốn quý vị đều thành Phật hết. Tôi mới hơi làm khó, quý vị phải thông cảm. Chứ tôi nói nặng, tôi ghét quý vị, ít lợi gì, tôi bắt quý vị trả bài ít lợi gì cho tôi. Nhưng mà tôi phải nói thẳng. Ở đây có một số cũng còn cứng ngắc à. Tôi cũng nói hoài. Nhưng mà không trả thì thôi. Cũng như là đứng đầu ông Dân Liên. Cô Hải, cô Nhàn. Bây giờ tới cô Hằng nữa. Rồi tới cô Đào gì nữa. Cô Tươi thì dễ. Tôi đây có mấy lần cũng cũng ráng vô trả bài. Ít ra cũng vậy. Còn mấy người kia không chịu thì thôi. Bây giờ tôi làm sao. Nhưng bổn phận tôi. Tôi phải nhắc tới nhắc lui hoài. Cho mình tầm quý, mình cố gắng. Vì cái đó là cái sanh tử của mỗi người mà. Phật cũng không làm được. Nhưng mà tôi bạo dạn. Tôi nhắc tới nhắc lui biết là Phật tử có thể phiền tôi, có thể giận tôi, có thể ghét tôi. Mặc kệ. Miễn là cái tâm tôi thấy tôi an lạc thôi. Tôi nói gì tôi nhắc nhở chứ ít lợi gì cho tôi. Nên đó Phật tử cố gắng. Thì hôm nay cũng vậy. Nếu mà chúng ta tiếp tục học bữa 23 thì quý vị phải trả bài. Mà cái bài mà giảng thức, giảng xúc, giảng thọ, giảng ái thì tôi kêu cái đó khó. Còn cái trả bài 66 này thì ai cũng phải trả hết. Nó dễ thôi, cái bài có sẵn mình học trả thuộc lòng. Thôi còn ngu lắm, sự ngu thì ai không ngu. Mà ngu khôn đối đạo Phật không thành vấn đề. Học một lần không được, quý học 10 lần. 10 lần không thuộc, quý học 100 lần. 100 lần không thuộc, quý học 300 lần. Không thuộc, tôi xin chịu tội hết. Cứ gõ mãi, bây giờ đó đi học bài 6. Thì trong cõi đời sanh đã có người khôn, người ngu, người học một lần nhớ. Cũng như cái đó tôi kêu trả thì cái con Liên Chi vậy đó, nó đâu có học. Tôi biết, thành ra tôi mới kêu qua mấy người kia trước, nói lợi nó coi chút xíu là nó trả được. Học sinh, sinh viên bây giờ nó thông minh lắm. Nhưng mà trí tuệ không có. Gạt cho nó như con qua tâm gì nó cũng giỏi. Kêu trả bài là đưa cái bài cho nó coi chừng 5-3 lượt thì nó thuộc liền. Tuổi trẻ bây giờ sau này thành ra Khổng Tử nó hậu sanh khả quý. Kẻ hậu sanh sau này đáng sợ. Nó giỏi quá đi. Nhưng mà nó không có trí tuệ. Nó có thông minh. Thông minh là thần thông đấy. Bây giờ quý vị đây người nào cũng có thông minh đó. Rồi tích tích te te cái chạy ra ngoài Bắc. Còn ông thầy thì dạy mà không có thông minh gì hết trơn. Ông không có thần thông, không có gì. Còn quý vị vị nào cũng có. Tức còn nít 7-8 tuổi nó cũng có thần thông. Còn tôi về đưa tôi không biết cách bắt nữa. Tôi dốt tới vậy. Mà tôi là muốn cái dốt của tôi. Dốt bên ngoài để rồi sáng bên trong.
Còn vừa vốt bên, vừa sáng bên trong, vừa giá sáng bên ngoài, thì chỉ có Minh Đăng Quang, có mấy vị Đắc Thánh quả. Còn hãy mình vốt bên ngoài thì mình sáng bên trong. Là một cái bắt cá hai tay, làm sao tôi làm nổi. Còn quý vị thì sáng bên ngoài, mà quý vị vốt bên trong. Vốt bên trong đó thì quý vị mệt, quý vị có lẫn quẩn hoài, lưng hồi hoài. Còn quý vị sáng bên trong, quý vị sẽ đắc quả A-la-hán. Rồi chừng đó mới sáng bên ngoài, bất nhiễm thì mới tùy duyên được. Còn bây giờ tôi tùy duyên là tôi tan biến liền, tôi không muốn cái vụ đó. Thành ra Phật tử cũng tội nghiệp tôi, đừng có đem tôi ra tùy duyên nữa, đem đăng báo lên mạng gì đó là tôi xưa tôi không cho. Thiện Đức ở đó đầu tiên là xin thâu ban, tôi nói thôi, máy móc cũng không có, giảng không. Rồi giảng nói sư giảng hay quá, Phật tử xin, nhất là cô Quỳnh ở Mỹ, tôi nói không, tôi không có cho thâu điện. Rồi cho không cho nó cũng làm. Khó lắm, làm đại đi rồi sống hối sao. Tôi bây giờ nói chuyện khôn lắm. Rồi giờ lỡ rồi thì thôi, thì cũng như tôi không bao giờ chịu chụp hình, nó chụp lén, nhất là cô Khánh Hồng, có chụp đâu nào tôi không biết. Rồi có in ra cái hình mà tôi ngồi ghế đâu bên bên đó thật là đẹp. Rồi Phật tử nào thấy cũng xin, giờ hình tôi tùm lum. Tôi vô nhà tôi thấy thờ trong đó, tới ủa sao lại có cái hình tôi đây, tôi chưa chết mà sao thờ sống vậy, rồi làm sao chắc muốn cho tôi chết xuống. Hỏi cô này đâu, cái này cô có Cánh Hồng cho. Tôi nói trời ơi, cô này có chụp hồi nào mà cô không cho hay. Bây giờ phải chịu thôi. Vậy thôi bây giờ, vậy là xong nghe không? Mà giảng tôi tới đây hết. Vậy thì một lần nữa tôi xin là bữa thứ bảy, thì đây là cô Dung viết vô ạ. Thì mô Phật kính bạch sư, nhắc lại ngày 23 Tết phát quà tại trường mẫu giáo 7:30 sáng chủ nhật. Rồi chiều quý vị qua đây học mà nhớ học bài. Còn nếu mà không thuộc thì dẫn vô nghe. Thì tôi kêu, tôi thấy mặt tôi đặt tên, bởi vì tôi nói trước mà ai cũng phải thuộc hết. Mà không thuộc thì thôi, tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ hù vậy thôi, chứ tôi có đánh đòn, có phạt gì cái đâu. Thì cứ vô nghe thôi, mà không trả bài thì thôi. Nói con chưa biết nói, con tập nói thôi, thì chừng nào biết nói thì nói. Nhưng mà tôi thấy là cái sanh tử của mỗi người, mỗi người phải lo lấy. Mà không lo thì tôi nhắc hoài. Cái tật tôi thì hơi lì cái chỗ đó, nhưng mà sau quý vị có đủ đo mà giảng sanh đắc quả, quý vị sẽ thương kính tôi. Hồi đó không hiểu sư, mình giận, mình ghét sư. Thì bây giờ nếu mà nhờ không có sư hù mình thì không được như bên này. Cũng như cô tôi đó là làm biến á, mà cô rất kính tôi. Tôi nói là cô bắt đầu cô học rồi, còn mấy người kia như cô Nhàn, cô Hải rồi tôi đầu hàng thôi. Mà tôi gặp là tôi hay nhắc. Thánh tôi này kỳ lắm, mấy người tu là tôi hay phá lắm. Tôi gặp rồi tôi hỏi thôi, thì tới trả bài nhau, rồi le lưỡi rút cổ thôi. Đó. Thì thôi như giờ vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, ủa bữa nay có quý y nãy giờ không thấy, thì quý y nãy giờ tôi đâu có nói nhiều vậy. Tôi tưởng không có ai quý vị tọa giới bị qua cái ngày tận thế rồi. Quý vị đâu có sợ nữa, khỏi tu. Khi nào có tận thế nữa hả tu, hả tọa giới. Tôi thấy Phật tử như vậy đó. Năm 2000 tọa giới nhiều lắm. Thì bên Thiên Chúa là 2000 nhất định tận thế đó. Đức Chúa sẽ phán người nào tội lỗi nhận xuống địa ngục, người nào ấy sanh lên cõi trời ở với Đức Chúa. Thành ra có ông cha gì ở Cầu Kè còn mới giờ qua kiếm tôi. Sắp tới 2000 còn xuống rồi. Tận thế đó sư, sư thấy thì sao? Tôi cười cười, đó là thầy lệ sĩ giới thiệu qua. Lệ sĩ giới thiệu nói sư rành vấn đề mà thiên cơ sấm giảng lắm. Tôi nói làm gì mà tôi rành, hỏi có không sư? Tôi cười cười, tôi nói có hay không là do thầy chứ. Ông nói con làm sao được, cái này chú quyết định mà. Tôi mới hỏi chú ở đâu, chú là ai thầy có biết không? Thầy không phải là chúa sao? Thì tận thế hay không là thầy quyết định chứ. Rồi thầy hỏi tôi là có tận thế hay không. Rồi qua cái tận thế rồi là không ai tu. Rồi nghe nói tận thế nữa là trên mạng, các nhà chiêm tinh thế giới nhất định là 21 tháng 12 phải tận thế thôi. Rồi lời tỏa giới nữa biết bao nhiêu, hỏi chết đâu sư tới tận thế. Tôi nói chết tôi hết rồi, bây giờ mình có sống được không.
Rồi bây giờ không chết rồi cô không chết không? Cô có thể chết trước ngày 21 tháng 12, chết sau đó, hoặc là những cô trước sau cũng phải chết. Nhưng mà chết vấn đề sanh tử không quan trọng, mà cô siêu hay đọa. À, rồi tôi mới thấy thắc mắc nhiều quá, tôi mới thuyết bài pháp. Tôi nói vấn đề 21 tháng 12 là do mình, chứ không có nhà chiêm tinh, không có ai mà sắp xếp được hết. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Làm với duy tâm mà dạng pháp duy thức, thức là do 6 tỷ người định đoạt cái ngày mà tận thế. Mà 6 tỷ người là thuộc ai? Thuộc ở mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân sẽ quyết định vấn đề tận thế. Nếu 6 tỷ người quý vị tu hết 5 tỷ, 4 tỷ, tôi bảo đảm là vĩnh viễn không bao giờ có tận thế. Còn nếu quý vị làm ác 6 tỷ mà làm ác hết 5 tỷ rồi, tôi bảo đảm tận thế trước ngày 21. Còn nếu quý vị có niềm tin vậy mới cứ giữ hoài thì 21 rồi xảy ra đúng vậy. Thành ra có thể trước, có thể đúng ngày, có thể sau, có thể không bao giờ xảy ra. Do đâu? Do mỗi người chúng ta. Còn nói tụi con sức yếu làm sao mà được sư? Thì không được thì tận thế, nhưng quý vị vẫn còn sống. Sống với cái thần thức quý vị về cực lạc, về cõi trời sướng hơn cõi này. Cõi này là cõi quế độ, cõi người, còn cõi trời sắc giới vô sắc nó sung sướng gấp trăm triệu lần cái này. Nhưng mà rồi hết phước của luân hồi thôi, quý vị về cõi Phật thì sướng hơn. Cái chết đâu thành vấn đề, mà cái thần thức của mình siêu hay đọa mới là quan trọng. Còn nếu quý vị là Phật, quý vị là A-la-hán, quý vị có độ cõi này được như thường. Tôi mới kể chuyện Đức Phật đó. Thì cái vị chiêm tinh gia vô sức gia theo Phật thì ngồi thiền thì thấy sao trên trời. Thôi chết đời quá, địa cầu này nước Ấn Độ sẽ bị hạn hán 10 năm. 10 năm mà không có mưa thì dân chết hết. Mới bạch với Đức Thế Tôn. Không nên ở nữa Thế Tôn, nước này sắp sửa bị hạn hán 10 năm. Đức Phật cười nói, ông coi lại coi. Thì coi lại tối còn có 5 năm. Ông nói trời ơi, mình chiêm tinh gia đại tài chưa từng sai mà tại sao lại sai. Rồi mới bạch Đức Thế Tôn, sao lạ quá, Thế Tôn còn có 5 năm. Tôi nói ông coi lại coi. Tới sáng rồi ông còn có 6 tháng. Ông nói trời ơi, đối với chưa từng có sai mà sao bây giờ còn có 6 tháng. Sáng bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn cười. Ông lại nói Đức Thế Tôn giải ra coi tại sao kỳ vậy. Ông nói nhờ có sức chú nguyện của Như Lai, cho nên nó hạ xuống cho 10 năm là dân chúng ở đây chết hết. Mà 5 năm thì dân chúng đây chịu cũng không nổi. Hạn hán liên tiếp 5 năm mà lúa nó không có thì người dân Ấn Độ là mấy triệu người làm sao mà sống. Rồi nên ta cho xuống có 6 tháng, có 6 tháng thôi. Nói sao Đức Thế Tôn không làm cho hết luôn. Ông nói làm thì dư sức. Nhưng mà thế tôi ra vì nhân duyên muốn cho chúng sanh nó tu. Nếu 10 năm nó chết hết thì ác cũng chết, thiện cũng chết, làm sao mà nhịn đói mà sống được. Còn 5 năm thì cũng dài, còn 6 tháng thì quá là mấy người ác chết thôi. Còn mấy người thiện đó thì người ta có thể sống được. Ta nhịn đói 5-6 tháng người ta sống được. Thì chừng đó ta mới tu. Thành ra ta cho cái hạn là 6 tháng để cho mọi người đều tu. Thì chúng ta thấy dầu cho Thế Tôn cũng phải là cải sửa theo nhân duyên thôi, chứ không bỏ nhân duyên được. Bởi vì cái cuộc đời này không có thật. Mà nếu mình chiêm bao thì nó vẫn có. Quý vị khi nào ngủ chiêm bao quý vị thấy mà cọp được, hay thấy ma nó nhát coi quý vị dứt dậy thì không có. Nhưng mà áo ướt mem hết. Nếu không có thì sao đổ mồ hôi ướt. Nó sợ quá. Còn có mà sao tỉnh dậy không có cái gì hết. Còn không có tại sao mồ hôi đã ướt hết trơn. Thấy rõ ràng ma nó ruột mình, quỷ nó ruột mình, thấy không? Cọp nó ăn mình. Mà thức dậy đâu có cọp ma quỷ gì đâu. Thì bây giờ quý vị cũng đang chiêm bao, tôi cũng đang chiêm bao. Như vậy thức cũng chiêm bao, ngủ chiêm bao, vậy là làm sao tụi con tu sư? Chừng nào mới tụi con mới tỉnh? Đắc quả A-la-hán là tỉnh. Ngủ cũng A-la-hán, thức cũng A-la-hán, làm cái gì cũng A-la-hán là không bao giờ chiêm bao nữa. Vậy là bỏ giấc chiêm bao, không phải bỏ chiêm bao. Ở trong chiêm bao mà đừng dính mắt với chiêm bao. Thôi đại khái là như vậy. Tôi giảng hồi thôi, tôi mê là tôi làm tới nữa. Thì có ông dân Thái ông viết là hết giờ rồi.